Xin chào các con. Ở video hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu môn địa lý. Trước tiên, cô đố các con ở bài học trước chúng ta đã học bài gì nào? À đúng rồi, bài học trước chúng ta đã được học bài hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ tiếp theo. Để kiểm tra xem các con về nhà có kiểm tra lại bài cũ hay không. Cô mời các con cùng với cô bước vào phần kiểm tra bài cũ. Cô có một vài câu hỏi, các con sẽ đọc thật kỹ câu hỏi và tìm cho mình câu trả lời chính xác nhất nhé. Đầu tiên cô mời các con bước vào câu số 1. Điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta là A. có nguồn nguyên liệu và lao động. B. được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy. C. cả hai ý trên. Cô mời các con tìm đáp án đúng nào. À, bây giờ cô và các con cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. À đáp án chính xác là câu C, có nguồn nguyên liệu và lao động và được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy. Mời các con đến với câu hỏi số 2. Các ngành công nghiệp nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ là A. khai thác dầu khí, chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất, cơ khí, dệt may. B khai thác dầu khí khai thác than chế biến cà phê đóng tàu c chế biến thực phẩm lương thực dệt may khai thác than đóng tàu cô mời các con tìm ra đáp án cho mình nào bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án nhé a à, đáp án chính xác của cô là câu a khai thác dầu khí chế biến lương thực thực phẩm hóa chất cơ khí dệt may cô mời các con sang câu tiếp theo nét độc đáo của đồng bằng nam bộ là a lễ tế thần cá ông b chợ nổi trên sông c lễ hội cồng chiêng mời các con cùng tìm đáp án cô và các con cùng nhau kiểm tra đáp án nào a à, đó chính là câu b chợ nổi trên sông à các con ơi như vậy là các con đã ôn lại được một vài kiến thức quan trọng của bài trước rồi đúng không nào bây giờ cô có một câu đố cho các con đây các con hãy quan sát bức tranh và cho cô biết đây là đâu à đúng rồi đây chính là suối tiên là nơi mà những lúc rảnh rỗi con sẽ được gia đình, được bố mẹ đưa đến đây để vui chơi giải trí đấy. Cô đố các con, Suối Tiên nằm ở thành phố nào của nước ta? À, đúng rồi đấy, Suối Tiên nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy để biết xem thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố như thế nào, các hoạt động ở đó ra sao, cô mời các con cùng với cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Bài 21 Thành phố Hồ Chí Minh. Ở bài này sẽ có hai mục. Mục thứ nhất là một thành phố lớn nhất nước ta. Mục thứ hai là trung tâm văn hóa khoa học lớn. Cô mời các con cùng quan sát bản đồ sau và xác định vị trí thành phố Hồ Chí Minh cho cô. À đúng rồi, trên bản đồ này đây chính là vị trí của thành phố Hồ Chí Minh đó các con. Tiếp theo, cô mời các con hãy quan sát sách giáo khoa trang 127 và 128 và trả lời cho cô câu hỏi ba câu hỏi sau. Câu số 1: Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào? Câu số 2: Thành phố Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu tuổi? Câu số 3. Thành phố được mang tên bác từ năm nào? Bây giờ cô mời các con cùng với cô kiểm tra đáp án nhé. Câu số 1, câu thứ nhớ nhất. Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông Sài Gòn. Và nó đã có trên 300 tuổi và thành phố được mang tên bác vào năm 1976. <laughs> Các con ơi, ngoài có tên là thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố này còn có nhiều tên gọi khác nữa. Các con hãy cùng tìm hiểu và cho cô biết câu trả lời của mình nhé. À, trước thời tháng kháng chiến chống Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh được mang tên Gia Định. Và trong thời kỳ chống Mỹ, nó được mang tên Sài Gòn đó các con. Bây giờ cô mời các con cùng quan sát lược đồ thành phố Hồ Chí Minh và cho cô biết. Chỉ vị trí giới hạn của thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào, tiếp giáp với biển nào? Bây giờ cô mời các con cùng quan sát trên lược đồ. Đây là vị trí giới hạn của thành phố Hồ Chí Minh đấy các con. Con thấy đường màu đỏ của cô không nào? Tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta giáp với tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai bên cạnh đó thành phố hồ chí minh còn giáp với biển đông các con ơi trên màn hình đây là hình ảnh toàn bộ thành phố hồ chí minh được chụp từ vệ tinh thật là rộng lớn đúng không các con từ thành phố hồ chí minh có thể di chuyển tới các tỉnh khác bằng loại đường giao thông nào? Các con hãy quan sát lượt đồ và cho cô biết câu trả lời nhé. Từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đi đến các tỉnh khác bằng ô tô, bằng đường sắt, bằng đường thủy và đường hàng không. Trên màn hình của cô hiện nay là bảng số liệu về diện tích và dân số của một số thành phố.

156 km vuông và 765.000 người. Tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh với 2.095 km vuông, 5.731.000 người. Cuối cùng là thành phố Cần Thơ với 1.390 km vuông và có 1.123.000 người. Các con hãy quan sát bảng số liệu trên và hãy sắp xếp diện tích và số dân của các thành phố trên theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy, theo số liệu trên bảng này, chúng ta thấy được thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có diện tích lớn nhất. Tiếp theo, đứng thứ hai là thành phố Hải Phòng. Đứng thứ ba là thành phố Cần Thơ, thứ tư là thành phố Đà Nẵng và cuối cùng là thành phố Hà Nội. <laughs> Tiếp theo, về số dân, thành phố Hồ Chí Minh cũng là nước có số dân đông nhất. Đứng thứ hai là thành phố Hà Nội, thứ ba là thành phố Hải Phòng, thứ tư là thành phố Cần Thơ và cuối cùng là thành phố Đà Nẵng. Vậy cô có kết luận như sau, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông Sài Gòn, có lịch sử trên 300 năm, là thành phố có diện tích và số dân đông nhất cả nước. Tiếp theo mời các con sang phần 2, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn. Dựa vào tranh ảnh, bản đồ, các thông tin trong sách giáo khoa trả lời nội các nội dung sau. Thứ nhất, Tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của lớn của cả nước? <laughs> câu số 2: Tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, khoa học lớn? Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước? Vì thứ nhất, ở đây có nhiều ngành công nghiệp Thứ hai, có nhiều chợ và siêu thị lớn. Thứ ba, có sân bay quốc tế và cảng các cảng biển lớn. Cô mời các con cùng quan sát hình ảnh. Đây là chợ Bến Thành được tọa lạc tại quận nhất. Đây cũng là ngôi chợ lâu năm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, đây là các siêu thị điện máy và siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây cũng là sân bay lớn nhất cả nước. Còn đây là cảng Sài Gòn. Cô mời các con hãy kể tên các ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Để tìm được câu trả lời, các con hãy đọc sách giáo khoa trang 129. ngành công nghiệp lớn của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm ngành điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, vân vân. Đây là hình ảnh các ngành công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu số 2. Tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa khoa học lớn? Vì ở đây có nhiều viện nghiên cứu và trường đại học Có nhiều viện bảo tàng Và có nhiều nhà hát, rạp hát, rạp chiếu phim Các khu vui chơi giải trí Mời các con cùng quan sát hình ảnh Đây là trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Còn đây là trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh Đây là trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đây là viện bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là viện bảo tàng lịch sử Việt Nam tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là nhà hát thành phố nằm ngay giữa quận nhất đấy các con. À, đây chắc hẳn bạn nào cũng nhận ra đúng không nào? đây chính là công viên nước đầm sen còn đây là thảo cầm viên nơi mà các con sẽ được nhìn thấy những con thú à còn đây là suối tiên biển tiên rồng cô có kết luận như sau thành phố hồ chí minh là thành phố công nghiệp lớn nhất nơi có hoạt động mua bán tấp nập nhất thu hút nhiều khách du lịch nhất là một trong những thành phố có nhiều trường đại học nhất và đây cô rút ra được ghi nhớ của bài học sau. thành phố hồ chí minh nằm bên sông sài gòn đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất đa dạng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Các con lưu ý đọc thật kỹ khung ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 130 để ghi nhớ bài học ngày hôm nay nhé. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô và các con cùng nhau tham gia trò chơi rung chuông vàng để ôn lại kiến thức. Đầu tiên là luật chơi. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án A, B, C các con hãy lựa chọn đáp án đúng nhất. Tiếp theo, các con sẽ có thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 5 giây. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nào. Câu hỏi số thứ một, thứ nhất. Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào? A. Sông Sài Gòn. B. Sông Hồng. C. Sông Cửu Long. 5 giây bắt Giờ đáp án của cô là A, Sông Sài Gòn. Mời các con đến với câu số Thành phố Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu tuổi? A. trên 200 tuổi. B. trên 100 tuổi. C. trên 300 tuổi. Mời các bạn chọn đáp án nào? 5 giây bắt hết giờ Và đáp án của cô là câu C Trên 300 tuổi Cô chúc mừng những bạn nào đã có đáp án đúng nhé Cô mời các con đến với câu số 3 Thành phố được mang tên bác từ năm nào? A. Năm 1976 B. Năm 1975 C. Năm 1974 5 giây bắt hết giờ. À các con đã có đáp án của mình chưa? Cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Đáp án là câu A, năm 1976. Mời các con qua câu tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có A, dân số đông nhất nước, B, diện tích lớn nhất nước và C, cả A và B đều đúng. Các con có 5 giây bắt đầu. hết giờ Và đáp án của cô là câu C Cả A và B đều đúng Câu tiếp theo Sân bay quốc tế nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh là A. Sân bay nội bài B. Sân bay phú bài C. Sân bay tân sơn nhất Các bạn có 5 giây À, hết giờ rồi. Và cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. Đáp án là câu C. Tân Bay Sơn, Tân Sơn nhất. Và câu tiếp theo. Những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh là A. Trung tâm kinh tế lớn của cả nước B. Trung tâm kinh tế văn hóa khoa học lớn của cả nước C. Trung tâm chính trị văn hóa khoa học và kinh tế lớn của cả nước Mời các bạn suy nghĩ 5 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Các con đã có câu trả lời của mình chưa nào? Cùng kiểm tra đáp án với cô nha. Câu đúng là câu B, trung tâm kinh tế văn hóa khoa học lớn của cả nước. À, vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay rồi. Các con lưu ý học thật thuộc ghi nhớ của bài học nhé và các con nhớ chuẩn bị bài sau thành phố cần thơ cô chào tạm biệt các con chúc các con học thật tốt